mệnh danh là chìa khóa mở ra kỷ nguyên du lịch nghỉ dưỡng mới của thành phố biển Vũng Tàu. Sunshine Signature Vũng Tàu được thiết kế theo mô hình Integrated Resort 4.0 với những căn hộ condo du lịch sang trọng, villa biển tuyệt đẹp và shop house sầm uất. Sunshine Signature Vũng Tàu được đánh giá là mảnh ghép đắt giá đưa thành phố Vũng Tàu trở thành một điểm đến hấp dẫn bậc nhất trên bản đồ du lịch châu Á. Tọa lạc tại khu đất vàng trên trục đường 3 tháng 2 thuộc cung bờ biển Chí Linh, được mệnh danh là trái tim du lịch biển miền Đông Nam Bộ, ấp ôm bờ cát trắng mềm mại. Sunshine Signature Vũng Tàu kiêu hãnh như một viên ngọc lộng lẫy giữa phố biển, một điểm phải đến của giới thượng lưu trên hành trình trải nghiệm và thăng hoa xúc cảm. Sunshine Signature Vũng Tàu được coi là giải pháp sáng tạo cho vùng nhiệt đới, với những không gian mở rộng qua nhiều tầng tạo sự lưu thông gió và tăng khoảng không xanh. Dự án Sunshine Signature Vũng Tàu được chủ đầu tư Sunshine Home Sunshine Group sử dụng hệ thống vật liệu thân thiện với môi trường, phù hợp với khí hậu nhiệt đới, đảm bảo giá trị bền vững theo thời gian. Với diện tích lớn dành cho không gian cảnh quan và tiện ích, Sunshine Vũng Tàu là xứ sở của cuộc sống hiện đại, dẫn đầu xu hướng tương lai. Dịch vụ chuẩn 5 sao quốc tế cùng hệ thống quản lý vận hành ứng dụng công nghệ thông minh được khai thác hoàn hảo, nơi hội tụ trọn vẹn của những chuẩn mực giá trị sống. Thông tin bất động sản, alocanhoesh.com tư vấn và cung cấp thông tin.